Bếp Cô Hoa Tân Bình Mama Hoa Kitchen xin chào cả nhà. Qua hình ảnh các bạn chưa đoán ra đây là món gì phải không? Và hôm nay bếp sẽ giới thiệu đến cả nhà mình một cái món lạ nhưng mà rất là ngon. Nó một dạng của chả giò, đó là món tôm bao quảng hay còn gọi là chả giò bánh mì. Để làm được món này, chúng ta phải chuẩn bị 200g chả cá thác lát, từ 5 đến 600g tôm, 5 ổ bánh mì lớn, 1 nắm hành lá và rau răm, 1 nắm cải xà lách giống. Và cả nhà chú ý cho mình, bánh mì, làm bánh mì đặc ruột là càng tốt nha. Gia vị cho món này gồm có dầu để chiên thì gồm nhiều dầu, đường, bột ngọt, nước mắm, tiêu và tương ớt để chấm. Và bây giờ chúng ta vào bếp để thực hiện món chả giò bánh mì hay còn gọi là tôm bao quảng. Tôm thì rửa sạch, cắt bỏ đầu đi. Tôm thì các bạn không cần mua tôm sống, mua tôm ngọt cũng được nha. Sau đó lột sạch vỏ, lột sạch hết, không chừa đuôi gì hết nha. Còn bánh mì thì sắc thật là mỏng, sắc xéo, xéo thật là mỏng. Độ dày của miếng bánh mì khoảng 2 mm. 200g chả cá thì nêm vào đây nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng đường, 1/4 muỗng tiêu và nửa muỗng nước mắm. Sau đó đánh cho đến khi chả cá dai. Và bây giờ thì tôm đã lột xong. Quay lại, chúng ta đem tôm đi lau cho thật là khô. Cái phần tôm này nếu như các bạn muốn cho cái chả mình dai á, mình phải lau cho thật là khô để cái phần tôm mình lột ra nó hay có nhớt nhớt bên ngoài á, cái đó sẽ làm cho chả tôm mình không được dai. Và sau đó thì rọc phần lưng để lấy hết chỉ đen ra. Sau đó lấy cái đầu hành trắng á, rửa sạch lau khô, cho vào giã chung với tôm. Tôm sau khi giã nhuyễn, trộn chả cá đã đánh dai vào, nêm thêm gia vị, một tí xíu nước mắm và một tí xíu đường, một tí xíu bột ngọt, mỗi thứ một tí xíu thôi. Sau đó trộn đều và bánh mì thì sắc lát mỏng hồi nãy đó, chúng ta bóp dẹp ra rồi trét cái hỗn hợp tôm và chả cá, trét dài ra, trét một lớp mỏng thôi nha. Sau đó chúng ta cuốn lại theo kiểu dạng cuốn càng, cuốn xéo. Cuốn xéo thì tạo thành một cái miếng bánh mì nó cuốn quanh cái chả tôm thành hình xoắn ốc. Là cuốn tôm bánh mì đã được cuốn xong. Chúng ta làm như vậy rồi cho vào hộp xốp hay là hộp nhựa đậy kín, để vào ngăn đá, ngăn đông á,
Rồi khi nào ăn thì đem ra, không cần rã đông, mình chiên ngay. Món này các con rất thích để chấm với tương cà, nếu không ăn cay được, hoặc chấm với tương ớt. Nó ăn nó giòn và nó thơm hơn là chả giò. Đôi khi chả giò giòn mà hơi cứng so với thì trẻ em và người già, lại nhất là người già không có răng thì không ăn được. Nhưng mà đối với cái chả này thì người già ăn được vì nó giòn xốp. Sau đó đun nóng chảo, cho vào chảo nửa lít dầu. Khi dầu nóng lên tim mới thả cái chả giò bánh mì này vào, hay còn gọi là tôm ba quảng. Nè, cả nhà mình thấy không? Tạo thành từng cuốn nhỏ nè. Đó, nếu mà cuốn xong muốn chưa muốn ăn liền á thì cứ cho vào hộp và để ngăn đông. Chừng nào ăn đem ra chiên thôi. Nó giống như con sâu á. Tôm bao quảng hay còn gọi là chả giò bánh mì này chiên rất là mau, không lâu như chả giò. Thả vô khoảng chừng 2 phút là vàng rồi. Đó, sau khi vàng thì mình bớt ra để ráo dầu. Các bạn nhìn thấy, giờ nhìn nó đẹp rồi ha. Đó, nhìn như một cái mâm sâu vậy đó, nhưng mà ăn rất là giòn và thơm. Bây giờ, gia đình chúng ta có một món chả giò bánh mì hay còn gọi là tôm bao quảng. Thơm, giòn, lạ miệng. Ơn cả nhà đã đồng hành cùng bếp. Nếu thấy những chia sẻ của bếp là hữu ích, hãy đăng ký kênh để nhận được clip mới nhé. Chúc cả nhà thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.